Hình thành thói quen. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Insta Resort các mang đến cho bạn tốc độ nghiên cứu, phân tích và bình luận mới nhất về các chủ đề nóng nhất hiện nay. Trong phần đường tắt này, chúng ta xem xét các lý thuyết về sự hình thành thói quen. Bạn có muốn có được những thói quen hiệu quả hơn không? Hoặc phá vỡ một số cái xấu? Tìm hiểu những gì các chuyên gia tư vấn thành công và bước phá hãy tưởng tượng một người mới chạy bộ đăng ký tham gia cuộc thi marathon đầu tiên của cô ấy. Mong muốn trở thành một trong những vận động viên chạy bộ mà cô ấy thấy chạy hàng ngày bên ngoài căn hộ của mình. Thật không may, cô ấy chưa bao giờ hoàn thành nửa dặm. Cô ấy cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh chạy 26. Nhưng tin rằng cuối cùng đăng ký tham gia một cuộc đua là cách duy nhất mà cô ấy sẽ vượt qua. Trong vài tuần đầu tiên sau khi đăng ký, Cô ấy nhắc nhở bản thân rằng cô ấy thực sự cần phải bắt đầu chạy bộ mỗi sáng nếu muốn về đích. Nhưng đôi giày chạy bộ của cô vẫn còn nguyên. Cuối cùng, vào một buổi tối, cô quyết định đặt báo thức sớm nửa tiếng. Sáng hôm sau, cô nghiến răng, buộc dây và bắt đầu di chuyển. Cô ấy chỉ xoay sở được một vòng 8 dãy nhà xung quanh khu phố của mình nhưng đó là một sự khởi đầu. Chạy vào ngày hôm sau thật khó khăn. Cô ấy bị đau, nhưng cô ấy có thể chạy xa hơn một chút cô ấy thêm các động tác kéo dài sau khi chạy vào thói quen của mình theo dõi một video mà cô ấy khám phá được trên youtube ngày hôm sau việc chạy bộ của cô ấy dễ dàng hơn một chút cuối cùng chạy buổi sáng trở thành thói quen cô ấy dậy chạy bộ buổi sáng không phải vì cảm thấy bắt buộc phải làm mà vì cô ấy muốn cô ấy hài lòng vì có nhiều năng lượng hơn và tâm trạng tốt hơn khi đi làm lo lắng có thể là một phần nguyên nhân khiến vận động viên marathon triển vọng này ở trong nhà nhưng thói quen của cô ấy là rào cản lớn hơn cô ấy muốn thay đổi nhưng không có kế hoạch về cách thay đổi đó sẽ phù hợp với lịch trình của cô ấy cô ấy đã không hành động theo nó nếu cô ấy không quyết định dậy sớm đôi giày của cô ấy vẫn sẽ bám đầy bụi hầu hết mọi người đều muốn thay đổi họ muốn từ bỏ một thói quen xấu hoặc họ muốn học một điều gì đó mới về cốt lõi hầu hết mọi người đều muốn cải thiện bản thân họ muốn trở nên tốt hơn nhưng thay đổi là điều khó khăn không chỉ vì nó trừu tượng mà còn vì nó làm gián đoạn các thói quen đã được lấp đầy bằng các khuôn mẫu và kế hoạch quen thuộc nếu bạn muốn thay đổi thói quen hiện tại hoặc tạo thói quen mới bạn phải bắt đầu bằng cách xem xét lại và sắp xếp lại thói quen của mình bạn phải tạo không gian cho sự phát triển khi cố gắng thay đổi một thói quen hoặc bắt đầu một thói quen mới ngay từ đầu sẽ giúp hiểu được các hành vi cưỡng chế bắt đầu như thế nào hiểu sự hình thành thói quen cung cấp một điểm khởi đầu được trang bị kiến thức này bạn có thể thực hiện những điều chỉnh nhỏ đối với thói quen của mình và tránh những sai lầm khiến bạn dễ dàng quay trở lại những khuôn mẫu hành vi cũ hình thành thói quen có thể là một quá trình khó khăn và chậm chạp nhưng với sự kiên nhẫn nó có thể mang lại kết quả đáng kể khoa học về sự hình thành thói quen quá trình hình thành và duy trì thói quen có thể rất khó nhận biết bạn đã bao giờ lấy một thanh sô cô la từ bát kẹo văn phòng chỉ vì bạn đang đi ngang qua chưa? Hoặc cuộn qua điện thoại của bạn trong một giờ mà không cần suy nghĩ? Hầu hết mọi người có thể xác định được những thói quen thiếu suy nghĩ như thế này. Đó là bởi vì hầu hết các thói quen không cần suy nghĩ. Chúng là những hành vi bắt buộc hình thành thông qua hành động lặp đi lặp lại. Ví dụ, một người mới lái xe phải suy nghĩ một lúc trước khi chuyển làn đường hoặc bật đèn nháy một người lái xe có kinh nghiệm điều hướng lộ trình về nhà trong khi tâm trí anh ta vẫn còn ở văn phòng có phải những thói quen luôn là những khuôn mẫu xấu đang chờ bị phá vỡ không thường xuyên trên thực tế chúng thường có lợi việc hình thành thói quen cho phép bộ não hành động trước những tình huống khó xử hàng ngày mà không cần phải suy nghĩ thấu đáo từng bước của giải pháp nếu không hình thành thói quen việc tập trung vào nhiều hơn một nhiệm vụ sẽ vô cùng khó khăn phần não tạo ra thói quen được gọi là vỏ não trước. Trong cuốn sách Bi xuất bản năm 2017, nhà sinh vật học Robert Sapolsky giải thích rằng vùng não phát triển nhất ở loài linh trưởng này rất quan trọng để duy trì kỷ luật tự giác và học hỏi các quy tắc xã hội. Khi vỏ não trước đã tiếp thu một quy tắc, nó sẽ dành ít thời gian hơn để củng cố quy tắc đó vì hành vi trở nên tự động. Tại thời điểm đó, quy tắc trở thành một thói quen. Một vỏ não trước rất mạnh mẽ, nhưng nó không thể học và thực thi các quy tắc mới mãi mãi. Nếu ai đó yêu cầu vỏ não trước của cô ấy làm quá nhiều việc ví dụ, thử một kỹ thuật nấu ăn mới sau một ngày làm việc bận rộn cô ấy có thể sẽ khiến bản thân thiếu năng lượng và ý chí hơn trước. Quyết định mệt mỏi và kiệt sức nói chung là hai lý do tại sao những thói quen mới có thể rất khó hình thành. Khi mệt mỏi, vỏ não phía trước khuyến khích não mặc định thực hiện các hành vi đã ăn sâu. Hai vậy thói quen mới được hình thành như thế nào? Theo các chuyên gia, nó xảy ra trong bốn giai đoạn. Đầu tiên, một yếu tố bên trong hoặc bên ngoài kích hoạt thôi thúc thực hiện một hành vi nhất định, chẳng hạn như hút thuốc. Cảm giác thèm khát đột ngột này là giai đoạn thứ hai. Sau đó, trong giai đoạn thứ ba, người hút thuốc phải lựa chọn đáp ứng cơn thèm thuốc hay phớt lờ nó. Giai đoạn cuối cùng quyết định kết quả. Nếu người hút thuốc có thói quen sáng lên, sự thôi thúc của cô ấy sẽ được thỏa mãn và thói quen cũ được duy trì. Nếu cô ấy từ chối và quyết định nhai một thanh kẹo cao su, cô ấy sẽ bắt đầu tạo ra một thói quen mới. Trong cuốn sách Atomic Habits 2018 năm 2018 của mình, tác giả James Clear mô tả các giai đoạn này là theo chu kỳ. Bộ não liên tục di chuyển qua quá trình lặp lại hành vi này, cho dù cá nhân đó có nhận thức được điều đó hay không. Không có cách nào để ngăn bộ não tạo ra những chu kỳ này, nhưng chúng có thể được sửa đổi. Ba cài đặt và cài đặt bây giờ, hãy dành một phút để tự hỏi bản thân. Hiện tại bạn đang ở đâu? Ở nhà bạn? Ở văn phòng? Trong một quán cà phê? Dù bạn ở đâu, bạn có thể đang củng cố một thói quen. Hình ảnh, mùi vị và âm thanh xung quanh ai đó hàng ngày trở thành tác nhân gây ra cảm giác thèm ăn. Khi vào thư viện, hầu hết mọi người hạ thấp giọng nói của họ bởi vì họ đã học được rằng những người bảo trợ phải im lặng trong bối cảnh đó tương tự như vậy một người đàn ông nghiện chơi trò chơi điện tử có thể cầm lấy bộ điều khiển ngay sau khi bước vào phòng ngủ bằng cách đặt máy chơi game trong phòng ngủ của mình anh ấy đã tạo ra một môi trường khuyến khích việc chơi không cần suy nghĩ hơn là nghỉ ngơi và thư giãn thói quen xấu này có thể gây nguy hiểm cho chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể của anh ấy nhưng cho đến khi anh ấy thay đổi môi trường đó sự ép buộc sẽ khó phá vỡ bạn bè và gia đình cũng có thể trở thành một phần của môi trường có lợi hoặc không thích nghi ví dụ những người có vấn đề về nghiện ma túy thường được khuyến khích tránh xa đám đông xã hội cũ của họ sau khi trải qua quá trình cai nghiện họ có nhiều khả năng tái nghiện hơn nếu dành thời gian cho nhóm đó bốn môi trường vật chất và xã hội không phải là yếu tố duy nhất có thể tạo điều kiện hình thành thói quen môi trường tinh thần của một cá nhân cũng có thể củng cố hành vi cưỡng chế khi mọi người tham gia vào cuộc độc thoại tiêu cực với bản thân họ có nguy cơ biến nó thành hành vi có tính chu kỳ và liên tục một thực tế mà nhiều người mắc chứng trầm cảm và lo lắng phải đối mặt bộ não được thiết lập để củng cố các mẫu hành vi cả có ý thức và vô thức và các mẫu suy nghĩ có thể trở thành thói quen giống như hành động vì vậy nếu bạn cảm thấy khó thay đổi suy nghĩ của mình hãy thử đến một địa điểm hoàn toàn mới một môi trường mới thường có thể giúp khuyến khích những kiểu suy nghĩ mới dễ dàng hơn năm vai trò của ham muốn tất nhiên ham muốn cũng đóng một vai trò trong việc hình thành thói quen ví dụ nhận tiền thưởng dựa trên hiệu suất có nhiều khả năng khuyến khích hành vi tốt hơn là chỉ nhận được lời khen ngợi từ ông chủ bộ não thích phần thưởng trên thực tế việc hình thành thói quen mới phụ thuộc vào họ phần thưởng cho bộ não biết rằng hành vi mới có lợi cho sự thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài và do đó đáng để lặp lại trong tương lai, để khen thưởng và củng cố các hành vi, não sử dụng dopamine, một chất hóa học thần kinh thúc đẩy ham muốn và tạo ra cảm giác hạnh phúc hoặc mãn nguyện. Không có dopamine, mọi người sẽ không hình thành thói quen, tích cực hay tiêu cực. Sáu hầu hết thời gian, việc giải phóng dopamine được kích hoạt bởi một ham muốn nguyên thủy, bản năng sâu sắc từng đảm bảo sự tồn tại của loài người. Ví dụ, mọi người thèm ăn đường và chất béo bởi vì các bộ lạc du mục ít có khả năng bị đói hơn khi họ ăn thịt béo hoặc trái cây ngọt nhưng hầu hết con người không còn cần phải theo dõi động vật hoang dã trong nhiều ngày để tìm thức ăn ở phương tây công nghiệp hóa bạn có thể mở một ứng dụng và giao bữa tối đến tận nhà những hành vi phổ biến bắt buộc nhất của loài người đã từng được thúc đẩy bởi sự khan hiếm và bản năng sinh tồn nhưng do những tiến bộ về văn hóa chính những ham muốn đó có thể khiến người ta không khỏe mạnh và xa lầy vào những thói quen xấu bảy cuối cùng cảm giác bắt nguồn từ hành vi cưỡng chế là nguyên nhân hình thành thói quen chứ không phải bản thân hành vi đó một người nghiện rượu khao khát đồ uống trong các tình huống xã hội để anh ta có thể dễ dàng nói chuyện với những người mới hơn một vận động viên cử tạ mong chờ buổi tập tiếp theo vì cô ấy muốn có cảm giác hoàn thành một hiệp các động tác đẩy tạ những thói quen xấu của bạn gặp phải cảm giác hoặc nhu cầu nào nếu bạn có thể tìm ra điều đó thì bạn có thể khám phá những thói quen hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu đó tám thói quen định hình bản sắc nếu bạn đang tích cực cố gắng hình thành một thói quen mới có lẽ bạn đã đặt ra một vài mục tiêu điều đó có thể hiểu được vì các mục tiêu thường được sử dụng để khuyến khích và đo lường sự tiến bộ tuy nhiên những mục tiêu đó có thể cản trở bạn nếu mọi người sử dụng các mục tiêu để đo lường sự thay đổi họ sẽ tập trung vào việc đáp ứng một kết quả đã định thay vì thay đổi hành vi vĩnh viễn. Ngược lại, những thói quen tốt rất bổ ích vì chúng định hình hành vi, tính cách hoặc bản sắc của một người. Những thói quen xấu cũng có thể dễ dàng thay đổi tính cách và tính cách của một người. Thói quen, dù tốt hay xấu, đều hiệu quả hơn nhiều so với mục tiêu khi tạo ra kết quả. Chính trong cuốn sách Lost Connections năm 2018 Tác giả Johan Hari khám phá trường hợp một phụ nữ bị trầm cảm sau khi làm việc quá lâu trong một công việc căng thẳng. Căn bệnh trầm cảm của cô ấy khiến việc ra khỏi nhà trở nên khó khăn và ham muốn tránh đi ra ngoài đã trở thành một thói quen cực kỳ bất lợi. Thói quen đó đã thay đổi cô từ một người thích giao du, thích đến các câu lạc bộ khiêu vũ, trở thành một người phụ nữ mắc chứng sợ khoảng trống, luôn cố gắng rời khỏi nhà đủ lâu để kiếm thức ăn cho con mèo của mình. Câu chuyện của cô ấy đưa ra bằng chứng rằng tính cách có thể được hình thành đáng kể bởi những thôi thúc mà một người chọn hành động hoặc phớt lờ hàng ngày. 10 bằng cách nuôi dưỡng những thói quen tích cực, bất kỳ ai cũng có thể tiến gần hơn đến mẫu người mà mình muốn trở thành. Tuân thủ chế độ ăn kiêng có thể giúp bạn trở thành kiểu người biết lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Tương tự, học một môn thể thao mới có thể giúp bạn trở thành kiểu người ưu tiên hoạt động thể chất ngay cả khi hoạt động đó không dẫn đến một mục tiêu có thể đo lường được chẳng hạn như giảm cân. Các thói quen sẽ dễ củng cố hơn khi kết quả cuối cùng không phải là đạt được mục tiêu đã đề ra, mà là trở thành một người khác, con người tốt hơn. 11 lãi gột bây giờ, làm thế nào để bắt đầu? Nếu bạn muốn khuyến khích một hành vi mới, hãy bắt đầu từ từ và nhỏ. Ví dụ, một nghệ sĩ guitar đầy tham vọng có thể bắt đầu bằng cách chơi một bài tập đơn giản, kéo dài 2 phút mỗi ngày một số nhạc sĩ có thể có tài năng bẩm sinh nhưng không ai sinh ra đã biết cách chơi những bản nhạc phức tạp một cách duyên dáng tất cả họ đều đạt được kỹ năng của mình bằng cách khuyến khích những thói quen tích cực và thực hành nhất quán theo thời gian một nghệ sĩ guitar luyện tập thường xuyên sẽ hình thành các vết chai giúp anh ta chơi lâu hơn và anh ta sẽ học các bài tập mới cũng như các bài hát đơn giản nếu anh ấy tiếp tục chơi đủ lâu tay guitar non nớt sẽ nâng cao kỹ năng của mình và thể hiện sự thành thạo kỳ lạ 12 lúc đầu, những hành động nhỏ hàng ngày này dường như không tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, các kỹ năng bạn đạt được sẽ kết hợp và nhân lên theo thời gian. Jeff Olson, tác giả của cuốn sách Năm 2005 The Slide Test, so sánh lợi ích mà những hành động nhỏ tích lũy được với khái niệm lãi kép trong tài chính. Giống như một số tiền nhỏ có thể phát triển thành một gia tài, những hành động nhỏ cũng có thể tạo nên những thay đổi quan trọng hơn. 13 thói quen mang lại sự biến đổi, nhưng không tức thì, tuân thủ những thói quen mới và phá vỡ những thói quen cũ đều đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nếu bạn đặt tiêu chuẩn của mình quá cao, bạn sẽ bỏ cuộc trước khi đạt được mục tiêu của mình. James Clear gọi rào cản này đối với việc cải thiện bản thân là cao nguyên tiềm ẩn và lập luận rằng mọi người đều trải qua giai đoạn buồn chán và thất vọng trước khi cuối cùng đạt được cấp độ kỹ năng mong muốn. 14 trong một số trường hợp bạn có thể bắt đầu thấy những cải thiện ngay từ đầu, nhưng điều đó có thể khiến bạn tự mãn. Nới lỏng thực hành sau khi đạt được kết quả ban đầu có thể giúp bạn dễ dàng quay lại các mô hình cũ hơn, không phù hợp hơn. Và nếu bạn từ bỏ quá sớm, rất có thể bạn sẽ xoay vòng giữa các hành vi có lợi và có hại mà không bao giờ đi lên khỏi trạng thái ổn định. 15 hầu hết mọi người dao động giữa hành vi tiêu cực và tích cực, không thể nhận ra tác động tổng hợp của các hành động hàng ngày của họ đừng giống như hầu hết mọi người con đường dẫn đến thành công thay đổi hành vi bốc đồng là khó nhưng không phải là không thể may mắn thay công việc có thể được chia thành các bước đầu tiên hãy nhớ các giai đoạn hình thành thói quen tiếp xúc với thứ gì đó gây ra cảm giác thèm ăn có thể dẫn đến một hành vi củng cố một khuôn mẫu sau khi nhận thức được các khuôn mẫu không mong muốn hãy tạo ra một rào cản ngăn cản chúng hoàn thành Rào cản có thể giúp bạn che giấu hoặc tránh những tín hiệu khơi dậy cơn thèm thuốc, họ có thể làm cho hành vi đó về cơ bản là không mong muốn và họ có thể khiến việc thực hiện hành vi đó trở nên khó khăn và không thỏa mãn nghĩa là họ làm giảm bất kỳ cảm giác tưởng thưởng nào mà hành vi đó mang lại. Ví dụ, nếu bạn muốn ngừng hút thuốc, hãy từ bỏ bật lửa và bất kỳ bao thuốc nào còn gian dở, đi một con đường khác từ nơi làm việc về nhà để bạn không đi qua cửa hàng ở góc phố nhìn vào những bức ảnh về những lá phổi bị bệnh hoặc cộng lại số tiền bạn chi cho thuốc lá sau khi giới thiệu những rào cản này hãy tìm cách thay thế thói quen cũ nếu bạn lo lắng hãy thiền hoặc tập hết thở sâu thay vì châm lửa theo thời gian quyết định bỏ hút thuốc sẽ được củng cố bởi những lợi ích mà ban đầu bạn không lường trước được bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn và có thể tăng ham muốn tình dục nguy cơ ung thư của bạn cũng sẽ giảm 16 tạo một thói quen mới đòi hỏi các bước tương tự, nhưng với mục đích ngược lại. Một người nào đó muốn trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn có thể khuyến khích bản thân đọc các báo cáo của công ty bằng cách đặt chúng trên bàn cạnh giường ngủ. Anh ấy có thể đọc tin tức tài chính trên điện thoại hàng ngày để củng cố sự tò mò của mình về đầu tư. Anh ấy có thể tự thưởng cho mình vì đã nghiên cứu các khoản đầu tư tiềm năng bằng cách cho phép mình mua một vài cổ phần nhỏ trực tuyến mỗi tuần. Anh ta nên đảm bảo rằng việc đầu tư vẫn thỏa mãn bằng cách theo dõi tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của mình theo thời gian, hoặc bằng cách tham gia các nhóm đầu tư để anh ta có thể tìm hiểu thêm về các chiến thuật mà các nhà đầu tư khác sử dụng. 17 hiểu được sự hình thành thói quen đòi hỏi kiến thức cơ bản về thần kinh học và có thể đi ngược lại với trí tuệ dân gian hoặc niềm tin thông thường về cách hình thành các hành vi cưỡng chế. Tuy nhiên, bằng cách tìm hiểu về quy trình, bạn có thể thay đổi cuộc sống của bạn tốt hơn được trang bị kiến thức phù hợp bạn không chỉ có thể cải thiện bản thân mà còn có thể làm điều đó theo thói quen